Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhiều bất cập đối với các chợ truyền thống trên địa bàn huyện Kim Sơn ngày càng lộ rõ. Sự xuống cấp ở nhiều chợ đã gây mất vệ sinh môi trường, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong khi nhiều chợ truyền thống đang gặp phải hạn chế, thì các mô hình kinh doanh dịch vụ xuất hiện ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, hệ thống chợ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội là không gian chung gắn kết cộng đồng. Những vấn đề trên được cử tri luôn quan tâm, đặt ra bài toán làm thế nào bảo tồn các chợ truyền thống và chuyển đổi mô hình cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Chợ Nam Dân là chợ lớn, có truyền thống lâu năm, là trung tâm mua bán, trao đổi, giao lưu hàng hóa của huyện và được xem là một trong những biểu tượng của huyện Kim Sơn. Do xây dựng đã lâu, thiếu kinh phí sửa chữa, nâng cấp, nên cơ sở vật chất chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn. Được xây dựng từ năm 1986 đến nay trên 30 năm, lúc đó nguyên liệu rất là kém, vì vậy chợ xuống cấp rất nặng, các chân cột bằng sắt đứt gần hết, mái tôn rột nát nhiều, chợ thì nền chợ thấp, khi nước lên ngập mất 1/2, việc kinh doanh của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ tiểu thương do khó khăn đã nghỉ kinh doanh cố định tại chợ. Hiện nay, chợ Kim Sơn chỉ còn hơn 200 hộ và đang phải kinh doanh trong điều kiện mất an toàn. Chỉ mong làm sao là cố gắng là xây chợ nó cho nó đẹp, chứ bây giờ cứ chăng che bạt bung xong là đi lại thì khó khăn thế này, xong rột nát ướt hết hàng hóa, mà mỗi lần mưa bão thì nó hất lên ướt hết. Nói chung là ướt không còn một cái gì cả. Việc sửa chữa, nâng cấp, chuyển đổi mô hình quản lý chợ là vấn đề bức thiết đảm bảo an toàn và cải thiện điều kiện kinh doanh của tiểu thương chợ Nam Dân. Tuy nhiên, qua nhiều năm triển khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, chợ vẫn chưa được triển khai xây mới hay tu sửa. Để tạo sự đồng thuận giữa các hộ kinh doanh trong việc thực hiện phương án chuyển đổi mô hình chợ Nam Dân, Ủy ban Nhân dân huyện tăng cường tuyên truyền, đối thoại để nhân dân và các tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Nam Dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác chợ. Chúng tôi cũng đã triển khai các kế hoạch. Riêng đối với chợ Nam Dân thì trước đây năm 2012 cũng đã triển khai. Sau đó thì cho đến năm 2017 tiếp tục triển khai cái giai đoạn 2. Cho đến thời điểm này thì phần lớn các hộ dân, các cái hộ kinh doanh trên trong chợ đều rất là phấn khởi và đồng tình với cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện đối với Ủy ban nhân dân thị trấn để chuyển đổi mô hình chợ theo cái kế hoạch của Sở Công Thương. Chúng tôi cũng đã làm tốt công tác vận động quần chúng để các hộ kinh doanh và các hộ dân ở xung quanh chợ đều hiểu và đồng tình với cái sự chủ trương mà chuyển đổi mô hình chợ theo cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh mình. Ủy ban huyện và Ủy ban thị trấn có làm việc với các hộ dân mà sống xung quanh ở gần chợ, đặc biệt là có cái giáp danh với chợ, thì phải làm tốt công tác tư tưởng để người dân yên tâm và triển khai thực hiện theo đúng cái quy hoạch đã được duyệt và triển khai đảm bảo cố gắng là xây dựng theo cái hướng là xây dựng cái chợ Nam Dân là cái trung tâm quan trọng của huyện. Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng và công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Nam Dân theo mô hình doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ. Phương án sắp xếp vị trí kinh doanh được thực hiện công khai trên cơ sở lấy ý kiến của tiểu thương, đảm bảo công bằng, khách quan. Chợ phải được xây dựng theo hướng phù hợp với văn hóa, phong tục của địa phương, bảo đảm nghiêm ngặt về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm. Ban quản lý chợ mới cũng có cách thức làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Qua đó, tiểu thương nhận thấy quyền lợi được bảo vệ, kinh doanh hiệu quả và đồng hành, đồng thuận với chủ trương chuyển đổi. Nói chung là so với trước kia thì chúng tôi làm nói chung là nó thuận lợi nhiều, mà chợ bố sạch sẽ thì trước kia thì nó bẩn thỉu đấy, thì nó không đi chợ vất vả lắm, mưa gió rất vất vả. Nhưng mà bây giờ từ cái ngày doanh nghiệp ấy họ ấy làm, nói chung là người ta làm sửa sang rồi làm cho chợ nó đổi mới nhiều đấy, thì chúng tôi cũng thuận lợi nhiều.
mà nhà chúng tôi đi chợ búa sạch sẽ rồi, môi trường sạch sẽ, đỡ hôi ha bẩn thỉu đấy. Thì nói chung là người dân chúng tôi là nói chung cũng ủng hộ. Bây giờ có chủ đầu tư về là coi là bà con rất phấn khởi, đã xây dựng được cái chợ này là hoành tráng lên. Chúng tôi là rất phấn khởi để mà vươn lên, để mà đóng góp cho xã hội ngày càng tốt đẹp. Trong quá trình mà thi công cái chợ này theo chuyển đổi mô hình theo cái quyết định 18 của Ủy ban nhân tỉnh, thì đơn vị chúng tôi là đơn vị trúng thầu thì rất là khó khăn, bởi vì trước đây ở đây nó là cái khu vực bãi thải rác thải, người ta còn chăn nuôi lợn gà rồi đổ thứ đây. Thì khi mà thi công thì vẫn phải duy trì cái hoạt động của chợ, tức là các tiểu thương người ta vẫn phải đảm bảo cuộc sống, vẫn phải duy trì hoạt động. Cho nên là vận chuyển vật liệu vào cũng rất là khó. Nhưng mà được cái là ở đây là bà con tiểu thương rất ủng hộ. Và người ta cũng rất là phấn khởi là xây chợ mới để người ta hoạt động kinh doanh. Cho nên là khi mà xe cộ vào là người ta cũng tạo điều kiện. Việc xây dựng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ là điều cấp thiết nhằm xây dựng đô thị huyện Kim Sơn ngày càng khang trang và văn minh. Khi chợ truyền thống được nâng tầm sẽ đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc có một cơ chế chính sách thuận lợi cùng những ưu đãi hỗ trợ ở mức tối đa sẽ tạo điều kiện thu hút hiệu quả doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Hạ tầng xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là thực trạng của nhiều chợ trên địa bàn huyện Kim Sơn hiện nay. Trước thực tế này, huyện đã chỉ đạo các ngành tham mưu để xây dựng cơ chế kết hợp hiệu quả các nguồn vốn, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong kinh doanh, khai thác chợ, giải quyết dứt điểm các khiếu nại để đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn. Trên địa bàn huyện hiện có 21 chợ các loại. Phần lớn các chợ đều được xây dựng cách đây 20 đến 30 năm, nay đã xuống cấp, không đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh thương mại. Ở một số nơi tổ chức chợ chưa hợp lý, không thuận tiện, khiến tình trạng chợ tạm, chợ cóc tồn tại, ảnh hưởng đến diện mạo và trật tự đô thị, ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, thời gian qua, huyện đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng, cải tạo các chợ, song có ít doanh nghiệp mặn mà, nhất là các chợ ở khu vực nông thôn. Nguyên nhân là do ngân sách địa phương có hạn, doanh nghiệp thờ ơ vì quy mô dự án nhỏ, lợi nhuận ít. Việc quản lý phức tạp trong quá trình triển khai thường gặp phản ứng của các tiểu thương. Do chưa tìm được tiếng nói chung giữa lợi ích của người kinh doanh và doanh nghiệp, nhiều chợ rơi vào tình trạng xây xong mà vẫn đóng cửa, gây lãng phí đầu tư, không thu hút được các nguồn lực. Huyện đã chỉ đạo các ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế kết hợp hiệu quả các nguồn vốn, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, phương thức hợp tác công tư, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý kinh doanh, khai thác chợ, đẩy mạnh xã hội hóa mời gọi đầu tư, thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, khuyến khích tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất các dự án đầu tư cải tạo chợ. Huyện thì tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp có mặt bằng sạch để triển khai. Thế còn thì đối với ban quản lý chợ mới ấy, thì chúng tôi yêu cầu là phải công khai dân chủ đối với cái việc sắp xếp các cái vị trí chỗ ngồi của các cái hộ tiểu thương theo ngành hàng. Cái công khai dân chủ là đặc biệt phải quan tâm để tạo một cái sự đồng thuận. Tại xã Kim Chính, để chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ xã, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng chợ mới như giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương chuyển đổi. Trước mắt, xã tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thì quá trình xây dựng chợ thì Ủy ban cũng đã cùng với lại các ngành cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cái chương trình và xây dựng cái chợ vào một điểm. Bà con thì cũng rất phấn khởi khi được vào chợ, thì khuôn viên được xây dựng khang trang thoáng mát và đường đi nối lại là tạo điều kiện thuận lợi xe cộ lưu thông trong chợ. Và
các hộ thì kinh doanh ngoài đường cũng đã chuyển vào. Tuy nhiên thì đến nay thì trên dọc tuyến đường trục Thủy Chung vẫn còn một số hộ nhà liền kề thì cũng còn đang kinh doanh lấn chiếm ra lòng lề đường. Tới đây thì địa phương tiếp tục tuyên truyền và sẽ như thế là vận động để các hộ thực hiện nghiêm túc đảm bảo cái an toàn giao thông. Để đảm bảo chi phí và thu hồi vốn, doanh nghiệp đề xuất các mức thu được phân theo các vị trí khác nhau. Có chính sách ưu tiên cho các hộ đang kinh doanh trong chợ và giảm mức thu trong 3 năm đầu khi về chợ mới. Từ những năm tiếp theo, mức giá được điều chỉnh theo đơn giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Tuy nhiên, tỉnh cần có cơ chế cân đối, điều chỉnh các khoản phí tiểu thương phải nộp để giúp tiểu thương vùng nông thôn bớt khó khăn, qua đó thu hút đông đảo người kinh doanh vào chợ. Nếu như mình ấy thu theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo phương án đấy thì cũng rất là khó. Bởi vì như thế cũng là thấp rồi, nhưng với bà con tiểu thương thì cũng rất là khó khăn, bởi vì đây là vùng nông thôn, người ta buôn bán cũng là mớ rau trái quả thôi, cho nên là cũng mong là các cấp lãnh đạo từ tỉnh tới huyện, địa phương là có những cái cơ chế nào để tháo gỡ để cho cái nhà đầu tư của tôi là yên tâm để tiếp tục đầu tư. Hai nữa là cái đường xá đi vào này là phải thông thoáng, bởi vì mình xây dựng chợ rồi là bắt buộc là phải vào trong chợ họp. Vào chợ họp thì nếu như người ta họp ở ngoài, cái thu đấy không đáng bao nhiêu nhưng mà nó gây ách tắc giao thông này. Người đi mua hàng người ta không có nơi, không có đường giao thông đi lại, người ta vào chợ, thành ra chợ là người ta cũng dân tiểu thương người ta phàn nàn. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang yêu cầu doanh nghiệp cùng với ban quản lý chợ là phải thực hiện theo đúng cái mức thu phí của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thế còn trong quá trình triển khai thì nếu như sau này mà có cái sự thay đổi thì chúng tôi cũng đề nghị với các cấp có thẩm quyền là sớm có cái thay đổi cho nó phù hợp, để rồi tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động được và người dân tham gia vào cái hoạt động buôn bán ở chợ cũng có thể chấp nhận được. Nhằm bảo đảm tính khả thi, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, tiểu thương và người dân, thì huyện cần ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, thế mạnh về công nghệ, uy tín trong kinh doanh, năng lực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chợ. Về phía doanh nghiệp hoặc tổ chức cá nhân đã và sẽ đầu tư trong lĩnh vực này, cần đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm việc đầu tư, cải tạo hệ thống chợ truyền thống một cách đồng bộ, văn minh, vận hành hiệu quả. Muốn vậy, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện việc xây dựng cải tạo chợ trên cơ sở quy hoạch bảo đảm đúng nhu cầu ở từng nơi, góp phần xây dựng đô thị huyện ngày càng khang trang và văn minh. Chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.